Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với video mới nhất của mình. Thì mình đã rời thành phố Cà Mau để đi về đất mũi Cà Mau, được xem là cực nam của Tổ quốc nha các bạn. Đây là hướng từ thành phố Cà Mau, đường này là đường quốc lộ 1A ha các bạn. Đi qua huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau các bạn. Đây là cổng chào của huyện Nam Căn tỉnh Cà Mau ha. Quay lại cho các bạn xem về huyện Nam Căn. Khi xưa huyện Nam Căn này là huyện cuối cùng của tỉnh Cà Mau và cũng là huyện cuối cùng của Tổ quốc các bạn. Sau này được tách ra thêm huyện nữa là huyện Ngọc Hiển ha. Đây. Đường này là đường quốc lộ 1A các bạn. Thì đường quốc lộ 1A này là đến vị trí của huyện Nam Căn này là có nghĩa là kết thúc quốc lộ 1A các bạn. Trải dài xuyên suốt từ Bắc tới Nam. Bắt đầu từ km số 0 là ở cửa khẩu Hữu Nghị của tỉnh Lạng Sơn các bạn. Về đến huyện Nam Căn này là khoảng 2.360 cây là kết thúc quốc lộ 1A các bạn. Đây là đường dẫn vào trung tâm huyện Nam Căn. Đường huyện cũng xấu, đường thành phố Cà Mau còn xấu, nói chung là huyện các bạn. Đường ổ gà không nè. Đường rất xấu. Đây là huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau ha các bạn. Lần đầu tiên mình review huyện, do huyện Nam Căn vào huyện Ngọc Hiển này khá là đặc biệt vì nó nằm ở cực Nam và điểm cuối cùng của Tổ quốc Việt Nam ha các bạn. Cho nên muốn quay lại cho các bạn xem và muốn giới thiệu về cái đoạn quốc lộ 1A nè. Đó, đoạn quốc lộ 1A là chạy qua 31 tỉnh đó, các bạn. Và quốc lộ 1A mà có chiều dài của tỉnh, có chiều dài nhất đó là tỉnh Bình Thuận các bạn. Và thành phố Cần Thơ là có quốc lộ 1A ngắn nhất, nó khoảng 11 cây à. Trong khi tỉnh Bình Thuận là 178 cây lận các bạn. Bình Thuận xong rồi đến Khánh Hòa, đến Hà Tĩnh, Quảng Bình đó, những tỉnh thành đó là quốc lộ 1A đi qua rất là dài. Đường rất là xấu các bạn nè. Đường huyện Nam Căn mặt đường rất là rộng, 3 len đường, 2 bên 6 len đường đó, nhưng mà trời ơi ổ gà. Từ cổng chào của huyện Nam Căn đi vào trung tâm huyện Nam Căn ha các bạn. Đây ổ gà, ổ voi luôn, không chơi ổ gà nữa mà ổ voi luôn, quá trời bự. Thêm đường cũng được trồng hệ thống cây xanh ha. Tại chúng ta đang đi trên đường này là đường Nguyễn Tất Thành ha các bạn, cũng là quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A chúng ta sẽ đến cái vùng bên của huyện Cà Mau là kết thúc quốc lộ 1A. Có tổng chiều dài 2.360 cây.
từ cửa khẩu Hữu Nghị của tỉnh Lạng Sơn về đến huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau các bạn, là kết thúc quốc lộ 1A. Chúng ta chuẩn bị kết thúc quốc lộ 1A. Đường quá xấu. Chúng ta rời thành phố Cà Mau để về đất mũi Cà Mau, được xem là cực nam của Tổ quốc. Cảnh hai bên đường của nhà người dân đó các bạn. Huyện Nam Căn nói chung buôn bán cũng ok. Ở bên này có cái bệnh viện đa khoa Nam Căn nha các bạn. Có một cái bệnh viện cũng khá là lớn ha. Bệnh viện huyện vậy là ok rồi. Phố Cà Mau mà về đến huyện Nam Căn này là 50 mấy cây các bạn, 50, 55 cây gì đó. Rồi từ huyện Nam Căn này về đến đất mũi Cà Mau thêm 40 mấy cây nữa. Nói chung là từ thành phố Cà Mau về đến đất mũi là 100 cây các bạn. Bên này có cái tòa án ha. Có điện máy xanh nè, FPT nè. Đầy đủ hết các bạn. Biển số của huyện Nam Căn là 69M1 nha các bạn. M1. Các bạn đi ngoài đường gặp chiếc 69M1 là biết dân ở Nam Căn ha. Đây, chúng ta kết thúc quốc lộ 1A các bạn. Đây, bùng binh của huyện Nam Căn. Chúng ta quẹo phải vào đường này là đường đất mũi Cà Mau, hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh luôn các bạn. Đây, trung tâm của huyện Cà Mau, trung tâm của huyện Nam Căn ha các bạn. Đây có cái ngôi chợ. Đây cục thuế, chi cục thống kê bảo hiểm xã hội của huyện Nam Căn ha các bạn. Ban quản lý giao thông đô thị, phòng tài chính. Và chúng ta đi qua cầu Kinh Tắc các bạn. Ở đây là cái chợ ha, chợ Nam Căn đây các bạn. Chợ Nam Căn ha. Nằm sát mặt sông và cây cầu. Khung cảnh sông nước miền Tây ha các bạn. Wow. Tại sao gọi là Nam Căn các bạn? Nam Căn là khi xưa cái vùng này rất là hoang sơ, hoang vắng. Có cái dãy nhà Nam Căn các bạn, Nam Căn nhà. Thì người dân họ truyền miệng rồi gọi cái khu này là khu Nam Căn các bạn, trở thành cái huyện Nam Căn luôn.
thị xã Nam Căn ha, thị trấn Nam Căn. Bây giờ lên huyện rồi, huyện Nam Căn. Huyện Nam Căn, thị trấn Nam Căn, Nam Căn nhà các bạn. Khung cảnh mua bán, quán cà phê cũng ok luôn. Thị trấn Nam Căn của huyện Nam Căn. Có cái cao kê nó hoành tráng bự quá trời bự nè. Đô thị nhà cửa thì ok các bạn, nhưng mà đường xá, hệ thống giao thông đường xá rất tệ. Đường từ thành phố Cà Mau đó mà về đến huyện Nam Căn, quốc lộ 1A thê thảm luôn các bạn, ổ gà không, mặt đường thì nhỏ. Đây có một cái công ty xăng dầu hết xăng. Hai bên đường tại thị trấn Nam Căn của huyện Nam Căn, chúng ta chuẩn bị kết thúc với huyện Nam Căn, qua một cái cầu Nam Căn là kết nối vô cái huyện Ngọc Hiển nha các bạn. Huyện Ngọc Hiển được xem là huyện cuối cùng của Tổ quốc. Nhà phân phối sơn, vật liệu xây dựng quá bự luôn. Đây ha các bạn, đất mũi còn 53 cây. Rồi đi tức ngực chết. Cái cầu này là cái cầu xẻo nạn. Cây rừng ngập mặn, cây mắm và cây đước các bạn. Đi đường xấu quá, quá xấu. Có 100 cây thôi mà đi khá là lâu các bạn. Đây. Quá trời. Đi tức ngực. Thôi, nào có cảnh đẹp đẹp mình quay lại cho các bạn xem ha. Mình kết thúc video tại đây các bạn.